cõi âm quan. Kính thưa quý tín hữu, thiên đàng là cõi trời, cõi có đầy đủ sự tốt đẹp, an lạc và hạnh phúc, là cõi để cho các linh hồn lúc sống nơi trần gian không tội lỗi, đã lập nhiều công đức được về đó hưởng hạnh phúc đời đời, không có sự chết, không có sự đau khổ, nên gọi là cõi thiên liêng hằng sống. Địa ngục là nơi giam giữ các tội hồn, có những hình phạt ghê gớm để trừng phạt các tội hồn. Theo kinh sám hối, thiên đàng và địa ngục là hai đối trọng cần thiết, thể hiện sự thưởng phạt công bình trong luật nhân quả. Nhưng từ khi mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Đồ, Đức Chí Tôn đại khai ân xá, đóng cửa địa ngục, không còn hành phạt tội hồn, giải phóng các tội hồn nơi đó, cho đi đầu kiếp trần gian để trả cho hết nợ oan nghiệt đã gây. Ngài lập cõi âm quan dành cho các linh hồn tội lỗi chẳng được siêu thăng, phải vào cõi âm quan, ở đó học đạo, định tâm xét lại tội lỗi của mình lúc sống ở trần gian mà ăn năn sám hối. Nơi đây không dùng hình phạt, mà chỉ có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy dỗ các nam tội hồn, và Thất Nương Diêu Trì Cung dạy dỗ các nữ tội hồn. Khi linh hồn nào biết nhận tội lỗi, ăn năn sám hối, thì được đầu kiếp trở lại trần gian, đền trả cho xong nghiệp quả và lo tu hành để lập công chuộc tội. Cổ nhạc cõi âm quan. Thiên đàng mở rộng cho người có công, tu hành đắc đạo muôn đời thành thơi. Cõi thiên liêng hằng sống an nhàn, ai chẳng biết tu nhiều tội lỗi buộc ràng. Vào cõi âm quan định thần xem xét lại, điều tội tình gây tạo tại trần gian. Biết lỗi của mình ăn năn hối ngộ, luân chuyển lại trần đền nợ dứt tiền khăn. Nghiệp quán rồi lập nhiều công đức, đến buổi chung quy linh hồn được về cõi thiên đàng. Là chốn thiên liêng hằng sống vui cảnh thân nhà, tùy công quả mà chi vĩnh hằng tự tại thông dung, không có khổ đau, không đều buồn thảm. Nhờ Đức Chí Tôn từ bi ân xá đã dạy dỗ nhân sanh, ai tỉnh ngộ tu hành chỉ một kiếp vui như muôn đời an. Phong đô không đai đỏ cực hình, nhưng ở dương gian vô số kẻ tội tình. Ngài mở cõi âm quan là nơi mờ mịt, không ánh dương rồi vào nên lạnh lẽo âm u. Người tội ác nặng nề hồn chẳng đặng siêu thăng, phải vào nơi đó để xét mình nhận lỗi. Khi hồn chịu học đạo và ăn năn sám hối, thà
thành tâm cầu khẩn chí tôn độ rồi chân linh. Phật gọi là tịnh tâm xá, là nơi những tội hồn vào ở để định tâm tịnh tri xét mình coi suốt kiếp sanh đã làm bao nhiêu điều tội lỗi ở trong đời. Hồn được Phật tiên giáo hóa cho hiểu rõ đạo trời, các đấng dạy rành nghiệp luân hồi quả báo. Khi hồn chịu nhận nhìn tội lỗi và thật lòng cải hối ăn năn, hồn được ra khỏi âm quan chuyển kiếp lại trần gian đền trả nghiệp căn vui lòng chuộc tội. Khi dứt tội rồi phải ráng tu tâm muôn sớm đặng siêu thăng lập công đức cho nhiều. Cõi âm quan các linh hồn sợ nhất, nhiều tội tình trống trượt có qua khỏi nơi này. Nếu trọn kiếp sinh dù gây lắm tội tình mà đến phút cuối biết ăn năn tự hối, hoặc con cháu lập công đức cầu chí tôn cứu rồi cũng được hưởng khoan hồng bước qua khỏi âm quan. Từ bộ